Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tiết trời oi nóng trong ngày sẽ vẫn lặp lại tại Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội trong ngày và đêm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn chủ yếu dao động ở khoảng từ 33 đến 35 độ. Bầu không khí ban trưa ở nhiều địa phương vẫn khá oi bức với nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng nhẹ. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu. Khoảng từ đêm nay ra đến sáng ngày mai, mưa dông tại khu vực Bắc Bộ sẽ có xu hướng gia tăng nhanh do ảnh hưởng của hội tụ gió được thiết lập trở lại tại tầng khí quyển trên cao. Và dự báo xa hơn, mưa còn có thể kéo dài cho tới những ngày đầu tháng 8. Trong cơn dông, quý vị lưu ý đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tỉnh dọc ven biển khu vực Trung Bộ, cụ thể đó là khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ, còn lặp lại tình trạng nắng nóng kéo dài trong ngày. Nắng có cường độ mạnh nhất vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở vào mức nhiệt 36 đến 37 độ. Một số địa phương vùng núi có thể đạt trên 38 độ. Tiết trời khá khó chịu, nhất là trong khung giờ khoảng 11 giờ trưa đến tầm 15 giờ chiều. Đi sâu tiếp về phía Nam, tại khu vực Nam Trung Bộ và ban ngày thì cường độ nắng sẽ bớt gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở vào khoảng 34 đến 36 độ. Nắng nóng sẽ không duy trì quá lâu tại khu vực này vì khoảng sang ngày mai cường độ nắng sẽ giảm dần và thu hẹp trong những ngày cuối tháng 7. Vào đến với các tỉnh thành phía Nam nước ta, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay thời tiết chủ đạo đó là ngày nắng gián đoạn, mưa dông còn xuất hiện nhưng tập trung về thời điểm cuối ngày, ban ngày thì trời ít mưa hơn. Nhiệt độ ngày đêm chưa có nhiều biến động và dao động từ 23 đến 26 độ trong đêm nay tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ở vào mức nhiệt từ 20 đến 23 độ. Ban ngày thì mức nhiệt cao nhất phổ biến ở vào khoảng 31 đến 35 độ tại khu vực miền Đông Nam Bộ và dễ chịu hơn ở Tây Nguyên khi mà nhiệt độ tại đây là 28 đến 31 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội thời tiết tiếp tục có nắng với nhiệt độ tăng dần từ mức 28 đến 30 độ vào buổi sáng, lên mức nhiệt trên 33 độ vào gần trưa, và đến khoảng sau 13 giờ, nhiệt độ đạt mức nhiệt 34 đến 35 độ. Về chiều và tối, nhiệt độ giảm dần, thế nhưng do hiệu ứng đô thị nên ngay cả về đêm thì vẫn có cảm giác oi nóng. Nhìn chung, thời tiết không gây khó khăn cho các hoạt động giao thông, thế nhưng tình trạng nắng nóng sẽ không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, khoảng từ đêm nay ra đến ngày mai, thời tiết thủ đô lại có sự chuyển biến mới, trời chuyển nhiều mây hơn và có thể sẽ xuất hiện mưa rải rác trên địa bàn thành phố. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành phía Bắc và khu vực Hà Nội, thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay trời cũng có nắng từ sáng đến chiều. Do gần biển nên nhiệt độ thấp hơn khu vực Hà Nội một chút, mức nhiệt cao nhất ngày khoảng 33 đến 34 độ. Ngoại trừ cảm giác hơi nóng vào thời điểm trưa chiều, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động giao thương của thành phố cảng. Cũng nằm trong xu thế thời tiết gia tăng mưa trở lại tại miền Bắc, khoảng từ đêm nay thời tiết tại thành phố này cũng sẽ bớt đi cảm giác oi nóng hơn và có thể sẽ có những cơn mưa dông xuất hiện. Dự báo xa hơn, từ ngày mai khả năng thành phố sẽ bước vào một đợt mưa dông, trong ngày có lúc có mưa nền nhiệt giảm dần, mưa có thể kéo dài cho tới những ngày đầu của tháng 8. Lui xuống miền Trung, đến với thành phố Vinh trong ngày hôm nay, nắng sẽ vẫn là thời tiết chủ đạo bao trùm trên toàn khu vực này. Trưa chiều nhiệt độ vẫn đạt ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Thời tiết dịu mát hơn khi về chiều nắng tắt. Ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống chỉ còn phổ biến xung quanh ngưỡng nhiệt 29 độ. Độ ẩm trung bình lúc này dao động trong khoảng 70 đến 78%. Tại thành phố biển Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết khá mát mẻ vào sáng sớm với nhiệt độ ở vào khoảng 26 đến 27 độ. Gió biển thổi nhẹ và độ ẩm không khí vừa phải. Trong ngày trời có nắng và nhiệt độ tăng dần lên mức nhiệt 35 đến 36 độ vào thời điểm giữa trưa. Đến chiều và tối nhiệt độ sẽ giảm dần, tiết trời tạnh ráo rất thuận lợi để các bạn đi dạo dọc bờ biển hoặc lên thuyền ngắm cảnh trên sông Hàn hay chúng ta thưởng thức những món hải sản tươi ngon đặc sản của thành phố này. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác thuộc khu vực Nam Bộ ngày hôm nay vẫn có khả năng lặp lại mưa dông. Tuy nhiên, trong ngày trời có nắng và nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều vẫn có thể đạt khoảng 33 đến 34 độ. Đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện mang lại bầu không khí mát mẻ hơn. Tuy nhiên, kiểu thời tiết đang nắng lại có mưa thì có thể sẽ gây cảm lạnh. Vì vậy, quý vị vẫn nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa khi ra ngoài để chúng ta tránh bị ướt bởi những cơn mưa bất chợt. Và điểm dừng chân cuối cùng ngày hôm nay là tại thành phố Cần Thơ. Cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh thành phía Nam, vẫn là tháng cao điểm mùa mưa. Do vậy, khi mà đến nơi đây, quý vị vẫn sẽ bắt gặp những cơn mưa dông sẽ xuất hiện trong ngày. Tuy nhiên, thời gian mưa hôm nay tại thành phố được dự báo sẽ tập trung chủ yếu về chiều tối và tối. Ban ngày thì vẫn có thể xuất hiện những khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng xung quanh ngưỡng nhiệt 33 độ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.